xin không thành sư tôn linh căn bị tổn thương, sư tôn bị đồ đệ tà giáo bắt đi, ngày đêm bị hành hạ, ta thể nhất định phải trốn khỏi nơi này. Ngày mai Khổng Vũ sẽ rời khỏi ma giới, nếu Phù Phong vẫn chưa tỉnh lại, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội bỏ trốn lần đầu tiên, ngủ quên mất. Phù Phong dường như đã nghe thấy, đột nhiên ngồi dậy, không được, ta phải chạy. Hắn ngồi trên giường mờ mịt nhìn xung quanh, ký ức trước khi hôn mê bắt đầu quay trở lại, nghĩ đến những chuyện điên rồ đã xảy ra trong biển xác chết, cả người có chút. Ký chủ, chúng ta bây giờ đừng hồi tưởng nữa, mau xem trận pháp ở đâu, chuẩn bị ngày mai chạy trốn đi. Đúng rồi, còn chính sự. Hắn vội vàng lục lọi trên người tìm mảnh giấy giấu đi, vô tình nhìn thấy những dấu vết trên người chưa biến mất, lập tức đỏ mặt tía tai. Ký chủ này vô phương cứu chữa rồi. Hắn chỉnh đốn lại quần áo, ai ngờ vừa xuống đất hai chân đã mềm nhũn quỳ xuống. Không phải Tết, không phải lễ ký chủ, sao ngươi lại hành đại lễ như vậy? Phù Phong vịn lấy thành giường, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không phải tự nguyện. Hệ thống hình như đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ là vì Khổng Vũ? Ký chủ, ngươi cũng quá yếu đuối rồi đấy. Ngươi đã ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa hồi phục lại sao? Có muốn thử 13 loại hương không? Ăn một miếng tỉnh táo sảng khoái, ăn hai miếng vĩnh viễn không mệt mỏi, ăn ba miếng trường sinh bất lão. Ngươi mời yếu cả nhà ngươi đều yếu. Hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta rõ ràng cảm thấy tu sáu đã đến trúc cơ sơ kỳ rồi. Vết nứt trên linh căn cũng nhỏ đi một chút, nhưng không biết tại sao toàn thân vô lực không dùng được sức. Ta đoán là ngươi, chắc chắn là ngươi hư yếu không chịu được bổ. Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa. Nhưng sau lần này, hắn phát hiện hình như song tu đối với việc chữa trị linh căn của hắn còn hữu dụng hơn bất kỳ linh khí linh thảo nào. Thậm chí tu luyện một lần, nằm ấn exhibit tích ly đã tăng lên một đại cảnh giới. Quả nhiên trong thủ thuật của tu tiên môn, bất kỳ vết thương khó lành nào, chỉ cần gặp song tu, nhất định có thể được chữa khỏi. Khổng Vũ hiện tại chắc chắn vẫn chưa biết phương pháp song tu này có tác dụng chữa trị linh căn của sư tôn, nếu không sẽ không chuyên tâm đi đánh nhau cướp bóc ở bên ngoài. Ta nhất định không thể để Khổng Vũ biết bí mật này, nếu không chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ đến chết. Lần bỏ trốn này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Buổi tối Phù Phong lại bị Khổng Vũ kéo đi ăn cơm. Cái nhóc này, sao lại có trách nhiệm cho sư tôn ăn nhiều như vậy chứ? Sư tôn hôm nay sắc mặt có vẻ không tệ. Ngươi nhìn nhầm rồi. Vậy sao? Khổng Vũ gắp một miếng cá đưa đến bên môi Phù Phong. Ta không đói, là thật sự không đói. Khổng Vũ mỉm cười, dường như nghĩ đến điều gì đó, nói với vẻ hài lòng. Xem ra là hôm trước đệ tử đã cho sư tôn ăn quá no rồi. Khổng Vũ đặt đũa xuống nói, như vậy sau này nếu sư tôn giận dỗi không muốn ăn cơm, có thể dùng biện pháp này để bù đắp, tránh để sư tôn luôn không biết quý trọng thân thể của mình. Người đồ xuất sinh, thật sự làm ta cười chết rồi. Vì không cần ăn cơm, vậy thời gian còn lại, sư tôn không bằng cùng đệ tử làm chút việc khác có ý nghĩa hơn. Phù Phong che cổ áo cảnh giác nói, người muốn làm gì? Sư tôn nghĩ đi đâu vậy? Đệ tử chỉ muốn sư tôn ra ngoài đi dạo thôi. Hay là sư tôn thật sự muốn đệ tử làm chút gì đó? Phù Phong lùi lại nói, ta không muốn ra ngoài. Tuy nhiên sự từ chối không có tác dụng gì.